hạ canxi máu, loãng xương, tê bì chân tay là những vấn đề khi thiếu canxi bạn sẽ gặp. Cơ thể chúng ta rất cần canxi, nhưng có điều lại không thể tự tổng hợp được mà phải được bổ sung từ bên ngoài. Những thực phẩm nào giàu canxi để giúp bạn bổ sung đúng cách và đầy đủ nhé? Sẽ ra sao nếu cơ thể bạn bị thiếu hụt canxi? Theo thời gian, lượng canxi thấp có thể gây hại cho cơ thể như tăng nguy cơ loãng xương, tiểu đường, rối loạn dẫn truyền thần kinh, gây ra các bệnh lý tim mạch. Ngoài ra, thiếu canxi còn có thể khiến bạn bị các bệnh về đường tiêu hóa. Sự thiếu hụt canxi nghiêm trọng có thể gây ra các triệu chứng như tê và ngứa gian ở các ngón tay, co giật cơ bắp, nhịp tim bất thường. Các chuyên gia cho biết, cách an toàn và dễ dàng nhất để khắc phục sự thiếu hụt canxi là bổ sung thêm canxi và chế độ ăn uống thông qua những thực phẩm chứa hàm lượng canxi cao. Vậy, thiếu canxi nên ăn gì? Thực phẩm đầu tiên phải kể đến là sữa và phô mai. Sữa và phô mai đều là nguồn thực phẩm giàu canxi tuyệt vời. Trong đó, phô mai Parmesan có nhiều canxi nhất. Các loại còn lại cung cấp khoảng 5-20% nhu cầu canxi hàng ngày trên mỗi khẩu phần 30g. Mỗi cốc khoảng 250ml sữa bò có khoảng 300-350mg canxi, tùy thuộc vào loại nguyên chất hay chất béo. Canxi D3 trong sữa cũng được cơ thể hấp thụ tốt. Đó là lý do dù bất kỳ lứa tuổi nào, bạn cũng nên uống sữa. Nếu bạn đang bị thiếu hụt canxi, hãy cân nhắc bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn uống. Hạt me, hạt chia, hạt vừng là 3 loại hạt không chỉ chứa nhiều canxi mà còn cung cấp protein và chất béo lành mạnh. Trong một muỗng canh hạt me khoảng 9g có thể cung cấp tới 9% nhu cầu canxi của cơ thể mỗi ngày. Hay chỉ khoảng 28g hạt chia cung cấp 18% nhu cầu canxi hàng ngày của cơ thể. Sữa chua cũng là một loại thực phẩm bổ sung canxi tuyệt vời, vừa giàu chủng men vi sinh sống, vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một cốc sữa chua nguyên chất 250g, tương đương 2 hộp sữa chua bạn thường mua ngoài siêu thị sẽ chứa 30% nhu cầu canxi, cộng thêm phốt pho, kali và vitamin B2 và B12. Thường xuyên ăn sữa chua kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh sẽ cải thiện sức khỏe, tăng cường quá trình trao đổi chất, cũng như giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2, bệnh tim. Với những người đang bị thiếu canxi thì cá mòi và cá hồi là những thực phẩm hữu ích. Một hộp 100g cá mòi cung cấp 35% nhu cầu canxi, 85g cá hồi mang đến 21% nhu cầu canxi. Các loại đậu cũng là nguồn cung cấp chất xơ, protein và vi chất dinh dưỡng dồi dào. Trong đó, đậu rồng đứng đầu bảng xếp hạng thực phẩm giàu canxi. Một đĩa nhỏ đậu rồng nấu chín có 250mg canxi, tương đương 24% nhu cầu hàng ngày. Nếu đề cập đến vấn đề thiếu canxi nên ăn gì, thì hạnh nhân là gợi ý tuyệt vời đó. Khoảng 22 hạt hạnh nhân cung cấp 8% nhu cầu canxi. Ngoài ra, nó còn cung cấp chất xơ, chất béo và protein lành mạnh. Không chỉ thế, đây còn là một nguồn bổ sung magie, mangan và vitamin E tuyệt vời. Để có thể có đủ lượng canxi cần thiết, bạn nên bổ sung các loại rau lá xanh trong các bữa ăn của mình. Màu xanh đậm của rau rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt giàu canxi, chẳng hạn như rau pina, chân vịt, bò xôi, cải xoăn. Ngoài ra, bạn cũng nên cân nhắc bổ sung đậu nành non và đậu phụ vì đây là những loại thực phẩm cung cấp cho bạn một lượng lớn canxi. Trong một cốc nhỏ đậu nành non có khả năng cung cấp khoảng 10% nhu cầu canxi cơ thể. Ngoài ra, đây còn là một nguồn protein rất tốt. Rất quen thuộc trong bữa cơm gia đình, rau dền không chỉ cung cấp nhiều folate và khoáng chất mà nó còn chứa nhiều canxi. Một bó rau dền nấu chín cung cấp 28% nhu cầu canxi hàng ngày cho bạn. Ngoài ra, rau dền cũng rất giàu vitamin A và C. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, whey protein được chế biến từ váng sữa là một nguồn cung cấp canxi và bổ sung đạm tuyệt vời với đầy đủ các axit amin tiêu hóa nhanh. Một số nghiên cứu cho biết ăn đạm whey còn giúp giảm cân và kiểm soát đường huyết. Ngoài những thực phẩm kể trên, để bổ sung lượng canxi cần thiết, bạn cũng có thể sử dụng các loại hạt ngũ cốc, bột mì, bột ngô, nước cam, sữa từ hạt cũng tăng cường canxi cho cơ thể. Trên đây là những thực phẩm chứa nhiều canxi bạn có thể bổ sung trong các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bạn không thể ăn được chúng hoặc có nhu cầu về canxi cao hơn bình thường, ví dụ khi đang mang thai, thì có thể sử dụng thêm các loại thuốc bổ sung canxi phù hợp theo liều lượng bác sĩ kê đơn nhé. Chúc bạn sức khỏe!